Để mọi người đợi lâu, em sẽ trả lời câu hỏi của các anh chị ở trên group trong cái ngày vừa rồi. Đầu tiên là một câu hỏi của một anh có tên là anh hỏi là em đã phân quyền sử dụng Scenario Client cho các user nhưng các user vẫn không liên kết được là tại sao, trong khi các tài khoản admin thì vẫn được kết nối. Em sẽ xem cho mọi người. Em đã anh phân quyền các user sử dụng drive trong này. Thứ nhất, anh đã phân quyền cho Sino Drive rồi. Để cho họ để cấp quyền cho họ truy cập vào user bình thường. Đầu tiên là anh phải kiểm tra quyền giúp em. Anh vô phần user, anh bấm vào edit cái user nào đó để anh muốn phân quyền là anh vô phần application. Sau đó cho người ta sử dụng cái quyền nào. Hiện tại em đã thấy anh đó là có phân quyền Signal Right. Và anh vẫn kết nối connect thì anh giúp cho em á. Là anh thử anh không sử dụng DNS, không sử dụng Quick Connect nữa, anh chuyển qua sử dụng DNS thử nó xem như thế nào nha. Và kèm theo có là anh mở bọc trên router cho nó là 66 90. Anh giúp em cả hai cái việc đó, nếu trong trường hợp mà mình vẫn không có truy cập từ máy client được á thì anh có thể gửi thẳng cái lỗi của mình cho ban kỹ thuật Enstarcode hoặc là Synology Việt Nam. Anh gửi thẳng cái lỗi này cho để có kỹ thuật vô hỗ trợ anh trực tiếp. Tiếp theo là của một anh Phạm Đoàn. Anh có hỏi là anh đang dùng DX220 cộng 2 ổ 4TB có backup sang ổ DX 220G qua LAN 8 8E. Em đang phân vân không biết setup theo red 1 hay SHR 1 hay red 0 hay red drop hay để hai ổ riêng biệt nữa, nhu cầu của mình để làm việc nhóm kết nối AMP khoảng 6 PC AT backup và lượng camera IP trong trường hợp. Thì một thì trong cái trường hợp của anh á, anh vừa sử dụng AT, anh vừa sử dụng dữ liệu và anh vừa sử dụng camera, thì hiện tại theo em theo theo em á là anh nên mua thêm một model nữa, thì để cho nó chạy riêng biệt luôn, một model dành cho camera là nên sử dụng các hệ thống tệp của AT4, còn một cái con nát còn lại thì anh có thể sử dụng BTRX cho cái data và cái AT backup này để cho có con D20 cộng này để cho nó xử lý. Còn nay là để camera nguyên riêng của hệ thống riêng biệt. Theo ý em là như thế. Và nên set sau này cho anh dễ mở rộng á, cái nhu cầu của anh nó dễ mở rộng á thì anh nên set SHR để cho sau này nó dễ mở rộng hơn cái cơ vùng dung lượng lưu trữ của mình. Tiếp theo là của anh Kevin Ma. Em đang dùng con DX 916 cộng đang chạy 2 ổ 2TB RAID 1, giờ muốn gắn thêm 2 ổ 6T backup thì cần làm những gì chứ ạ? Thì đầu tiên anh vô cái phần anh backup toàn bộ dữ liệu bằng cách anh vô cái phần Hyper Backup này. Anh vô backup data. Nếu anh có link thì backup link, sau bắt đầu là một là anh có thể backup toàn bộ lên Google Drive, hai là anh có
backup trên chính nó hãng nó luôn, rồi sau anh đưa cái file backup mà đưa chấm .hpk thì anh đẩy lên Google Drive. Và đầu tiên là anh có thể là backup đây, em nói ví dụ như là anh backup cái drive USB hay là trên folder của anh này. Sau đó là anh chọn cái server nào mà anh lưu trữ cái backup đó. Em nói ví dụ như là file backup này. Tiếp theo là anh chọn volume, chọn dữ liệu. Những cái data nào, toàn bộ cái data của anh là anh check cái phần này giúp em. Check cái volume 1 á, nếu có volume 1 thì anh check volume 1. Nếu mà anh sử dụng hai volume thì anh check volume thứ hai. Tiếp theo bấm next. Vâng, thì ở đây nó sẽ cho anh backup một số ứng dụng cơ bản. Thì anh nên tích vào tất cả ứng dụng này để sau này mình khỏi cần phải tải ứng dụng và cài đặt lại cấu hình lại từ đầu. Thì anh nên sử dụng cái backup application này. Tiếp theo next, vâng là anh chọn cái phần này là anh chọn thời gian để backup thôi. Vâng, chọn xác lệnh thôi. Vâng, thì cái vấn đề này anh đang muốn đi ray lên cái con đắp mới cho nên là anh mấy phần này anh nhắc tiếp em là được rồi. Vâng, còn cách hai, còn có cách thứ hai là cách đơn giản hơn nhưng mà nó sẽ thao tác về phần cứng. Vâng, thì đầu tiên là hiện tại là anh đang dùng con DS 916 đúng không? 916 cộng. Thì anh muốn thêm hai ổ là anh muốn, đó là cái cách đầu tiên em nói là, còn có cách thứ hai á là anh muốn mà nới rộng dung lượng thêm thì anh có thể tạo ra cái hai cái volume này. Thì một cái volume đầu tiên là gồm hai 2 TB, 2 TB là một anh chạy đến một đúng không? Cái volume thứ hai tiếp theo anh cắm hai ổ vào anh thì anh tạo một phân vùng mới. Thì chủ yếu dành lưu cho danh lưu dữ liệu thôi. Còn cái phân vùng đầu tiên thì anh có thể là lưu ứng dụng hay cái gì đó là theo cái nhu cầu của mình, hoặc là anh có thể tạo một cái volume mới. Em nói ví dụ như thế này, đây hiện tại em đã có hai ổ, em chạy hai ổ song song với nhau là ổ thứ nhất em cũng chạy SR, ổ thứ hai em chạy SR, nó hai ổ riêng biệt với nhau. Nhưng mà cái phần cấu hình á, phần dữ liệu á thì nó sẽ lưu trên ổ một, còn cái phần volume thứ hai thì nó chỉ dành cái là nó lưu dữ liệu thôi. Đây, anh có thể vô phần volume này anh tạo thêm một cái volume riêng rồi anh add hai cổ đĩa đó vào thì anh chạy red. Vâng, còn nếu mà anh chuyển thẳng qua cái anh muốn chuyển thẳng qua cái hai cái ổ 6T này thì anh làm cái cách như em á là anh copy hết data xong nó bắt đầu là anh cắm hai cổ kia anh vô anh cài lại đầu xong anh sổ hết toàn bộ cái data này về thì và có cấu hình đây backup cấu hình lại vào cho đây giúp em và cho bên em. Tiếp theo nữa là cái phần backup and restore này, backup lại cái cấu hình này anh tải cái backup này là phải chơi đuôi chấm DX nó sẽ về đuôi này nó nhẹ thôi chứ nó không có nặng. Xong là lúc mà anh cấu hình xong á anh bỏ cái file này lên, anh vào cái restore config đây, anh bỏ file này lên thì toàn bộ những cái cấu hình ban đầu nó sẽ trả lại bao gồm cái user. Đây em sẽ thử luôn cho anh xem. Đó là anh bấm ok là tự động nó sẽ đẩy lên, nó hỏi cho mình cái rồi xong nó sẽ nó hỏi cho mình là backup như thế restore như thế nào rồi nó đẩy lên rồi anh bấm ok là xong. Còn trong trường hợp anh muốn mà di dời luôn là anh muốn sử dụng hai cái ổ 6T này luôn thì anh làm cái cách như em á, hoặc còn ngoài ra nó còn có một số cách nữa. Vâng, tùy theo vào cái nhu cầu của anh muốn sử dụng thôi. Vâng, tiếp theo là câu hỏi của anh này của anh Y này rất là hay ạ.
Mình đang muốn mua một NAS, một đầu NAS phân và đang phân vân ổ cứng. Hiện tại dữ liệu của mình lưu trong 3 ổ 4T, 3T và 2TB. Mình đang mua 2 ổ 10T. Rết một và copy hết dữ liệu qua cho dễ dàng. Thì vấn đề dữ liệu của mình có rất nhiều file nhỏ chứa chỉ từ các vài tới vài mê. Theo mình thì viết chỉ tối ưu hóa, thì mình chỉ nên lưu những file zip cỡ nhỏ trong ổ cứng. Và nếu mình sợ copy hết 10 TB dữ liệu qua một ổ có nhiều file nhỏ thì khả năng mất dữ liệu sẽ cao. Anh em nghĩ sao về trường hợp này? Tôi làm chứng. Giờ rồi. Cái câu hỏi này nó có nhiều cái hướng để giải quyết rồi. Vâng, thì hiện tại anh đang lưu dữ liệu trong 3 ổ là 4T, 3T và 2TB. Bây giờ anh mua thêm mua 2 ổ 10T để chạy RAM hậu và muốn copy hết dữ liệu từ các cái ổ 4T, ổ 3T và 2T á. Muốn qua copy qua một ổ qua cái ổ 10T thì sẽ như thế nào, đúng không anh? Vâng, thì hiện tại là những cái dữ liệu này anh đang lưu theo cái định dạng nào, bởi vì lưu trên NAS là nó sẽ theo cái định dạng đó là của Linux, thì không biết cái những cái dữ liệu nào của anh là nó những cái dữ liệu đây là nó đang lưu theo định dạng nào. Vâng, anh cái gì anh comment mình chi tiết với em nha. Còn cái việc mà sao lưu á thì mình sẽ trực tiếp sao lưu ở trên NAS luôn, khi mà ví dụ như có những cái dữ liệu của anh mà nó đang được lưu theo chuẩn của Linux mà nó cáp vô NAS nó đọc được á, thì mình sẽ chuyển nó disk, mình chuyển volume nó sẽ như thế này. Em nói ví dụ thì nó sẽ giảm tải cái việc đó, chính là mất dữ liệu đầu tiên. Thì mình có đây. Đây là ví dụ là em đang có hai volume đúng không? Đây volume 1, volume 1 và volume 2. Thì trong trường hợp vâng em muốn chuyển toàn bộ cái dữ liệu này qua volume 2 thì em sẽ không có dùng có cách copy tay bình thường, nó sẽ gây có thể là mất dữ liệu. Thì em bấm vô edit có phần đây nè, nó sẽ chọn cái local volume, thì em có thể bấm qua cái volume 2. Rồi mà cho vào bấm bấm kia để cho nó tự động nó qua luôn, mình không cần copy vào tay, mình không có sợ cái việc đó chứ là mất dữ liệu nữa. Đây là nó sẽ đưa nguyên một cục qua luôn. Đó, thì đây là sẽ là volume 2 rồi. Vâng, thì tương tự nếu như mà dữ liệu nó nặng hơn thì có phần mà đổi location đó thì nó sẽ lâu hơn bình thường. Vâng, tiếp tục để em xem có câu hỏi của mình nào. Dạ rồi, thì hiện tại em đã em cần về mấy cái vụ mà em vẫn chưa trả lời cho anh chị, có những cái câu hỏi nào mà anh chị mong vào những cái câu trả lời mà anh chị mong muốn á, thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp qua cái Emstarcode hay là simulivietnam.vn, thì anh cứ chỉ liên hệ qua cái fanpage đó và chat với kỹ thuật trực tiếp. Vâng, bởi vì em nói trên đây em chưa có nắm rõ được chi tiết, được xem thử cái mình đang gặp vấn đề gì và cần triển khai vấn đề gì, thì em không có, mọi người chưa chưa cho em cái chi tiết thẳng để mà em xem. Thì trong cái trường hợp mọi người hỏi kỹ thuật của bên em sẽ một bên em sẽ có team view vào để hỗ trợ giúp mình.
Vâng, em cảm ơn. Vâng, thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn em sẽ nói về các việc mà backup dữ liệu đảm bảo cho cái việc đó, là chính là truy cập từ xa. Thì trước em đã có nói với mọi người NAT giúp cho mình là truy cập từ xa qua những ứng dụng dùng gì và những công dụng nào và những cái tip nào để bảo vệ con NAT mình cách truy cập từ xa. Thì hôm nay em sẽ nói về phần backup về phần dữ liệu, khi chuyện nó xảy ra thì mình sẽ như thế nào. Vâng, thì như bình thường thì em cũng sẽ giới thiệu cho mọi người, đó chính là cái hai backup. Thì hai backup giúp anh chị backup toàn bộ dữ liệu của mình, một là lên chính nó, hai là có thể lên là bất cứ cloud nào mà mình đang sử dụng, hay Google Drive hay là Dropbox, vân vân. Ngoài ra anh chị có thể backup từ con NAT này sang con NAT khác. Vâng, thì từ từ cái điểm cũng cùng một vị trí, nhưng mà trong trường hợp có con này nó có vấn đề, nhiều người người ta truy cập quá nó có vấn đề về hư hỏng hỏng móc, thì mình có thể mình restore từ trên con khác mình xài. Vâng, ngoài ra nó còn giúp mình, đó chính là lưu backup lại những cái dữ liệu toàn bộ trên NAS và mình restore cách là đơn giản. Và đây là nó sẽ hiện theo ngày tháng để mình restore và phiên bản. Và cái này rất thích hợp cho cái việc đó, chính là phòng chống ransomware hay virus. Ví dụ ngày hôm nay mình bị mã hóa thì mình có thể ngày lưu lại ngày trước mình restore lại những cái này để mình xài. Ngoài ra thì hiện tại đang luật quốc phòng thì có rất nhiều công ty có nhiều user sẽ truy cập vào bên trong server của mình, thì sẽ nó đâm ra tình trạng có thể là server có thể làm việc quá tải, thì mình cũng có thể là sử dụng NAT, mình sẽ xin cho một con NAT nào đó nhà ở vị trí khác thông qua cái drive này, drive sẽ xin. Vâng, drive sẽ sinh sử dụng cũng drive sẽ sinh này, hoặc là mình có thể dùng cloud cloud sẽ sinh để mình đồng bộ dữ liệu từ con NAT này sang con NAT khác để phòng tránh cái việc đó, chính là đã sử dụng drive này sẽ sinh user order để mình backup cho cái việc đó, chính là lỡ trong trường hợp con NAT A, trong cái vùng NAT A mọi người truy cập nó bị treo, thì mọi người có thể qua cái địa chỉ khác để mọi người xài, còn có thể là qua một con NAT khác đổi vị trí từ con này con NAT khác để mình xài thôi. Đó thì mình có sử dụng Drive, thì Drive nó giúp mình đồng bộ dữ liệu hai chiều. Vâng, thì con NAT A có những gì là con NAT B có như thế đó, và con NAT B có những gì thì con NAT A có, sẽ có như thế đó, tương tự như thế, có thể là đồng bộ một chiều, đồng bộ hai chiều. Vâng, thì ngoài ra thì còn có một số bên doanh nghiệp người ta có sử dụng, đó chính là máy chủ, file server, physical server, vâng vân vân. Thì trong cái việc làm việc từ xa mọi người truy cập nhiều nhiều á, thì đâm ra những cái file server physical server đó nó có thể là bị treo, bị đứng, hay xui hơn thì có thể bị chết. Thì mọi người sẽ khi cái trường hợp đó nó xảy ra đó, thì mọi người không có làm việc được trực tiếp một cách xuyên suốt, thì NAT nó cũng sẽ giúp chúng ta một cái, đó chính là làm việc xuyên suốt, giảm tải tối đa cái thời gian, là đó chính là việc giảm tải tối đa cái thời gian có việc và breakdown của nó, downtime của nó. Đây thì em giới thiệu cho mọi người qua cái đó chính là backup for business, và IT backup for business. Đây, nơi này nó sẽ giúp chúng ta backup toàn bộ máy chủ của mình và restore một cách nhanh chóng. Em nói ví dụ như hiện tại em đang backup là bốn con server này đây,
Thì trong trường hợp nó có vấn đề, nó treo hay là chết, thì em có restore, một là em restore chân chính có con nát này thông qua cái thằng virtual machine này. Vâng, bộ máy này có vấn đề thì em có thể restore trực tiếp trên máy này để em hoạt động, thì IP và cấu hình vẫn như cũ. Và tốc độ restore nó sẽ phụ thuộc chính thứ nhất vào đường truyền, cái thứ hai nữa vào tùy vào cái dung lượng và server của anh chị đang sử dụng. Thì tổng thời gian là em trong cái môi trường mà nó phù hợp thì tổng thời gian restore đâu mất tầm khoảng 5 phút hay 3 phút để restore có một cái máy như cũ cho mình làm việc. Vâng, bao gồm có cấu hình, nếu mà anh chị xác địa chỉ IP, vâng, nó bao gồm hết cấu hình, địa chỉ IP, vân vân. Và đặc biệt của anh tìm vào cấp business á, nó sẽ giúp mình nén lại, nén lại, thứ nhất là nén lại, cái thứ hai nữa là khử duplication. Vâng, thì khử những cái dung lượng, những cái dữ liệu nào mà trùng lặp thì sẽ được khử, thì giúp mình tối ưu hóa cái dung lượng ở trên NAS, thiết bị NAS của mình. Ngoài ra nó còn có thể restore một cái lên con virtual machine, hay là restore trên một con ASC, hay là một con máy chủ vật lý mới. Và thì nó giúp mình là đỡ cái thời gian, đó chính là tất cả cái việc không làm việc được và làm việc xuyên suốt. Vâng, thì ngoài ra nó còn hỗ trợ cho mình là Active Office Backup for Microsoft 365, backup Mail, driver, script hay là calendar hay contact. Vâng, thì ở đây em đã thử cho backup một cái tài khoản Office 365. Vâng, vừa mail vừa write này, vừa script, trong trường hợp cái này nó trong trường hợp cái tài khoản của em nó em có vấn đề gì thì em có thể restore lại cái phân vùng mới của Office 365 em xài. Thì ngoài ra nó còn có hỗ trợ cho mình, đó là chính là Google Space nữa. Vâng, đây đây em cũng đã backup thử cho mọi người rồi. Vâng, thì để backup được Google Space á, thì em cũng đã viết một cái bài viết ở trên trang Synology Việt Nam để giúp mọi người backup cái Google Space này, và một cái bài viết về backup về backup Microsoft 365. Em đã viết hai cái bài này thì mong mọi người đọc để có thể là giúp cho doanh nghiệp mình cài càng an toàn, được tối ưu hóa trong cái việc sau này lỡ có chuyện gì xảy ra thì mình còn có dữ liệu trước mình sai. Và đây là cái phần restore, đây là phần restore bình thường rồi. Nó chưa phải là restore từ cái cụm này sang được cụm khác. Và đây là toàn bộ cái config của mình có thể ra trực tiếp trên này, còn hoặc là export ra. Đây nó sẽ chọn chọn user để mình restore, và nó rất tối ưu hóa cho việc đó. Rồi, vâng, thì em mới vừa nhận được câu hỏi của anh trong cái buổi livestream mà được trước. Anh có hỏi việc là mà anh có cổng mạng và anh muốn bôn. Vâng, em cho mọi người xem có cổng mạng vô như thế nào. Đầu tiên mình vô phần network, tôi cho em một network interface. Vâng, thì ở đây em đang bôn là có cổng, một cổng là LAN 1 là FPT, LAN 2 là VMPT. Vâng, trong quá trình là IT và backup, thì trong quá trình là em có vấn đề về có cái LAN của FPT thì em vẫn còn sử dụng được cái LAN của con Viettel, VMPT. Vâng, hoặc là em có thể pôn chúng lại với nhau, nếu mà cùng lớp mạng cùng con Viettel thì em sẽ bôi là chúng lại với nhau thành ví dụ ở đây là mặt ở đây là 100 mê, ở đây 1 bit đi, thì em có thể bôi lại thành là 2 bit thông qua cái thằng này Balanci XLV, và có thể bôi lại thành 1 bit.
Vâng, thì anh có hỏi là anh đang có một cổng 100 me và cổng quýt, thì làm sao để tối ưu hóa cái đường truyền của mình? Vâng, đợi em chút, em sẽ like xem có câu hỏi. Vâng, thì mặc định anh sẽ cắm vô ở đây để thể hiện cho anh len nào là len 1 quýt và len nào là len 100 mê. Cái này là tùy thuộc vào trong cái network bên anh thôi. Vâng, thì ở đây nó sẽ buôn cho mình cái giá trị cao nhất. Em nói ví dụ như là có một cổng 100 mê và một cổng 1 quýt, thì mình buôn lại thành 100 thành một một ít máu. Vâng. Vâng ạ, thì vừa rồi mọi người triển khai tới làm việc từ xa, làm việc ở nhà, thì em không biết như thế nào. Vâng, có khó khăn gì trong vấn đề việc triển khai từ xa làm việc ở nhà không ạ? Vâng ạ, thì trong quá trình triển khai làm việc ở nhà thì vâng, em đã tìm được câu hỏi rồi. Làm sao để backup data đồng bộ từ NAS vào server lại anh? Vâng, thì anh muốn backup data từ NAS về server thì anh có thể sử dụng rsync. Vâng, em sẽ mở rsync cho anh xem. Từ phương pháp đó chính là rsync. Đây ạ, thì anh có thể sử dụng rsync để anh backup và anh đến đồng bộ dữ liệu từ NAS server. Vâng, anh có hỏi thêm là làm sao để NAS để NAS con NAS với router 2.5 viết để đọc trong bộ mask. Server có hai cổng LAN 1 bit và LAN 100 mê, làm sao để NAS vô cổng 1 bit về ạ? Vâng, thì mặc định nó sẽ như thế này nha. Đây, thì mỗi cổng nó sẽ có một cái địa chỉ IP khác nhau. Mỗi cổng nó sẽ có một địa chỉ IP khác nhau. Thì anh muốn mà NAT để nó vô cổng 1 bit thì anh sử dụng thì cái IP cổng 1 bit thôi. Còn nếu mà anh không muốn sử dụng cổng 1 bit thì anh để IP 100 mê. Đây, mỗi mỗi cái LAN nó sẽ có một địa chỉ IP khác nhau. Anh Khang Phạm. Thì anh muốn để đạt max cái tốc độ là 2.5 viết thì bắt buộc NAT sẽ nhận 2.5 viết. Nhưng mà đối với yêu cầu của anh là thiết bị của anh cũng phải đủ 2.5 viết thì mình có test được cái tốc độ tối đa của nó được nha. Mình có xem được tốc độ tối đa của nó được nha. Đầu vào nó phải đáp ứng được đồng bộ. Vâng, thì chắc vâng, hôm nay em chia sẻ cho mọi người về cái việc đó chính là cái cấp dữ liệu khi làm việc từ xa. Vâng, nó rất là quan trọng. Mình backup dữ liệu còn nhiều cái lịch trình thì nó sẽ đơn giản hóa cho mình cái việc sau này có việc việc mất dữ liệu hay là có việc mà bị cháy hay là bị đứng server thì mình nên backup để phòng cái trường hợp bị treo hay là cái server.